một cái lạ bằng một tạ cái quen. Các bạn nghe câu này có quen không ạ? Thì đấy là những cái câu mà ông bà chúng ta để lại, thực ra cũng chẳng sai đâu. Bởi vì đàn ông là hám của lạ, đấy là cái chuyện đương nhiên, cũng không phải là cổ suý cho vấn đề này cho các ông đàn ông đâu. Thế nhưng mà cái chuyện chinh phục này, cái chuyện mà mình đi gọi là thể hiện bản thân mình á, đó là của đàn ông. Bác Hạnh nói cái vấn đề này để các bạn là cái cổ suý cho cái vấn đề đàn ông đi ngoại tình à? Không phải. Cái vấn đề ở đây để mình nói với các chị em là mình phải thay đổi bản thân mình. Không phải là lấy nhau về hôn nhân xong là mình sẽ cứ để tự nhiên thời gian như thế long chồng cứ một mình quan tâm một bên đâu. Mà mình phải quan tâm từ hai phía. Ông chồng mình cũng phải quan tâm. Quan tâm không phải là như là quan tâm con của mình đâu, mà khi đó mình phải chia sẻ tâm sự những cái gì mình muốn, mình mong muốn, thì mình sẽ phải nói chuyện với chồng. Đồng thời á, mình phải đầu tư vào bản thân này này. Chẳng ai muốn là vợ béo béo ục ịch này, rồi vợ xấu xí cả, đúng không? Chẳng ai muốn cả. Chẳng ai mà ông chồng nào mà muốn vợ như thế cả. Do đó ông chồng cứ bảo ơi vợ thế nào cũng được, nhưng mà thực tế trong thâm tâm nó cũng kiểu cảm ấy chứ, đúng không? Thế thành ra là chị em á, mình phải thay đổi bản thân từ ngay cái cơ thể của mình, làm cho cơ thể của mình phải mới lên mỗi ngày, đẹp hơn mỗi ngày và phải quyến rũ hơn mỗi ngày, để làm sao cho anh chồng anh không đi. Cũng không phải là anh nào ở đâu về nhà ngay đấy, càng ngày nếu mà mình càng nói như thế nó lại càng đi. Nhiều khi các chị em lại bảo kệ, phải đi đâu thì đi, giờ tao cũng có tiền bạc rồi, con cái tao chơi ở nhà, không thấy không được. Vợ chồng phải là vợ chồng, mình cũng phải có những cái tình cảm riêng tư, cũng phải có những cái buổi lãng mạn, đúng không? Mình thay đổi cả cái lối sống tình dục của mình luôn, lối sống chăn gối của mình luôn. Nói điều này không phải là để các chị em bảo là ôi cái chuyện này em chả quan tâm đâu. Đấy, không quan tâm thì ông chồng cũng có thể đi hắm của lại như thế. Vấn đề là mình phải làm cho mình lạ, thì ông chồng chả phải đi kiếm ở đâu cả. Do đó các chị em từ thay đổi về cái phong cách của mình, về cái lời ăn tiếng nói của mình, cũng như là sự quan tâm ấm áp với cái chồng của mình, thì luôn luôn sẵn sàng là ở cơm em ở đây, anh về ăn cơm với em, hay là em đang ở đây anh đi cùng với em, chứ đừng có bao giờ nói câu anh đang ở đâu về đây, nó chả về đâu. Các chị em nhớ nhá. Cảm ơn bạn đã xem hết video cùng với bác sĩ Hồng Hạnh. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video của bác Hạnh ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video kế tiếp.